Xin chào quý vị và các bạn đang đến với trận chung kết cầu lông đơn nam giữa Quang Quang rồi đó, chọn người đầu tiên nha. Và thầy Lê Dương Tiền thuộc giải hội thao chào mừng ngày 20 tháng 1 của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Hai vận động viên đã bước vào trận chung kết với thành tích là giành chiến thắng. Thầy Lộng đã giành chiến thắng với trước thầy Thức và thầy Tiền đã giành chiến thắng trước thầy Lợi. Và bây giờ là hiệp thi đấu thứ nhất, thầy Lộng thầy Tiền trước chủ địch. Thầy Tiền giao cầu không thầy Tiền với quyền giao cầu trước tỷ số không. Cầu tốt, cầu trong sân, điểm cho thầy Lộng thầy... một không. Ôi giết nào. Cầu 2, điểm thầy Lộng 2-0. Điểm cho thầy Lộng 2-0. Ba đỡ cầu hỏng, điểm thầy Tiền 1-2. Cầu ngoài sân, điểm cho thầy Tiền. Điểm thầy Tiền 2-2 đều. Cho đất cầu rất hay, điểm cho thầy Tiền 3-2. Đánh cầu ra ngoài, đổi cho cầu điểm thầy Lộng 3-3. Rồi cho thầy mượn viết cái cây xuống con gái, thầy mượn viết xuống à. Cầu tốt, đổi điểm thầy Tiền 4-3. Điểm cho thầy Tiền 4-3. Đã cầu hỏng, điểm cho thầy Tiền 5-3. Những pha giằng co rất quyết liệt và điểm cho thầy Tiền 5-3. Những pha bỏ nhỏ và giằng co rất quyết liệt 5-3. Rồi, cảm ơn con gái. Điểm 5-3. Phát cầu ra ngoài. Cầu ngoài, đổi điểm thầy Lộng 4-5. Phát cầu hỏng, đổi thầy rồi thì Tiền 6-4. Phát cầu hỏng, điểm cho thầy Tiền 6-4. Quý vị bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông đơn nam giữa phát đổi cầu ngoài, điểm cho thầy Lộng 5-6. Quý vị bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông đơn nam giữa hai vận động viên thầy Nguyễn Thanh Lộng và thầy Lê Dũng Tiền. Phát cầu hỏng, điểm thầy Tiền 7-5. Điểm cho thầy Tiền 7-5 giữa hai vận động viên thầy Tiền và thầy Lộng ở giải hội thao chào mừng ngày 21 của trường Trung học Phổ thông Vị Thanh. Ở chưa chưa? 7-5. 7-5. Giao lại pha cầu này. Pha điều cầu về cuối sân đổi cầu hỏng và đổi điểm cho thầy Lộng 6-7. 6-7 cho thầy Lộng. Cầu qua lưới tốt, điểm cho thầy Tiền 8-6. Những pha bỏ nhỏ rất hay giữa hai vận động viên, điểm 8-6. Ta đập cầu rất cầu hay tốt, đổi điểm cho thầy Lộng 7-8.
quý vị các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông Đơn Nam giữa hai vận động viên Thầy Nguyễn Thành Lộc và Thầy Tiền. Hội thao chào mừng 2-1. Ba quả nhỏ rất hay, ba đập cầu rất hay của Thầy Tiền. Điểm cho Thầy Tiền 9-7. 3 điểm. Giật qua lưới hay sao trong không biết. Cái này giật quá, đâu rồi đây? Không biết, không biết. Giật giật qua gì rồi tính sao? Hả? Tính điểm ở đây. Chín bảy. Nhiên ra thầy Vũ, nhiên ra. 9-7. Tức rồi, tức. Để coi chuyên môn tiếp, nhiều khi đụng chúng chúng tay vô lưới, coi chuyên môn tiếp không nè. Đỡ cầu hỏng, điểm cho thầy Tiền. 10-7. Bất kỳ cái gì mà đụng lưới là coi như mình giống như bánh gót gì vậy. 10-7. Đúng rồi, đâu có số cầu ta nữa. Đổi cầu hỏng, đổi điểm cho thầy Long. 8-10. 8-10. À, Long 8. 8 hả? Ừ. Ba điều cầu chéo sân rất hay. Ba. Đổi cầu hỏng. Thầy Long đã đỡ cầu hỏng, điểm cho thầy Tiền. 11. Điểm cho thầy Tiền. 11. 8. Ngoài nhưng thầy Long vẫn đỡ và đỡ cầu hỏng, điểm 11. 8. 11. 8. Ba điều cầu về cú sân. Chạm. Chạm chân, chạm chân. Đụng chân là chạm bên chân. Bên đây anh. Thầy Tiền. Thầy Long đã giành điểm số. Cầu đụng chân, điểm cho thầy Long. 11. 9. 11. Đánh cầu chạm trần nhà. Ba đánh cầu ra ngoài rất đáng. Cầu ngoài. Điểm cho thầy Tiền. 12. 9. 9. 9. 9. Rất hay và đỡ cầu hỏng, thầy Tiền đã điểm cho thầy Lộng. 10-12. 12. Hai vận động viên đã dàn co từng điểm số, chỉ cách biệt hai điểm số thôi. Rất hay và đập cầu và điểm cho thầy Lộng. 11-12. Không đảo được quả cầu, điểm 11-12. Cầu ngoài. Cầu ngoài. Điểm cho thầy Long 12-12. Thầy Long đã giành được 4-3 điểm số liên tiếp và cân bằng điểm 12 đều. Đỡ cầu hỏng, điểm cho thầy Long 13-12. Và điểm cho thầy Long 13-12. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông Đơn Nam giữa hai vận động viên thầy Lê Dũng Tiền và thầy Nguyễn Thành Lộc thuộc giải hội thao chào mừng 20/1 trường Trung học phổ thông Duy Thanh. 13-12. Vận động viên đang giằng co với điểm số 13-12 cho thầy Lộc với quyền giao cầu. Rất hay với pha cầu tốt, cầu điểm cho thầy Lộc 14-12. Điểm số cho thầy Lộc 14-12. Thầy Lộc đã vươn lên với cách biệt 2 điểm. Giành được 4 điểm số liên tiếp. Ba điều cầu về cuối sân. Kéo sân. Và bỏ nhỏ. Rất hay với ba bỏ nhỏ vừa rồi. Điểm cho thầy Long 15-12. 15-12. Chỉ trở được ba bỏ nhỏ của thầy Tiền. Thầy Long đã có một ba bỏ nhỏ rất hay và giành về điểm số 15-12. Và giao cầu về cuối sân. Rất hay và thầy Tiền đã không cầu được tốt. Điểm số điểm thầy Long 16-12. Thầy
đá cầu hỏng điểm cho Đài Lộng 17-12. Về điểm số cho Đài Lộng 17-12. Quý vị các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông Đơn Nam giữa hai nhân viên thầy Nguyễn Thanh Lộng và thầy Lê Dũng Tiền. Họ xét đấu thứ nhất, thầy Lộng đang vươn lên với điểm số 17-12. Cầu tốt, giao điểm cầu, Lộng 18-12. Thầy Lộng đã giành về điểm số thứ 18. Tỷ số là 18-12. Thầy Lộng liên tiếp giành được những điểm số và đã vươn lên. Cầu ra ngoài. Cầu ngoài, đội yến cho Tiền. 13-18. 13-18. Ba đánh cầu ra ngoài và ba cầu ngoài điểm cho Thầy Tiền 14-18. Thầy Tiền đã giành lại một số điểm số quan trọng. Cầu ngoài điểm cho Thầy Lộng 19-14. Ba giao cầu ra ngoài và giành điểm về cho Thầy Lộng 19-14. Ba đánh cầu dọc biên. Cầu ngoài điểm cho Thầy Tiền 15-19. Rất hay. Đập cầu tốt. Điểm cho Thầy Lộng 20-15. Điểm cuối của ván thứ nhất nha. Chỉ còn một trái nữa thôi là Thầy Lộng sẽ kết thúc set đấu thứ nhất với. Rất hay với pha đá cầu hỏng 16-20. Số 16-20. Và điều cầu về chén sân rất hay của hai nhân viên. Rất đáng tiếc cho Đài Lộng. Cầu không qua lưới, điểm cho Thầy Tiền 17-20. 17-20. Còn 4 bất bại. Chỉ còn một điểm số nữa thôi, chúng ta hãy cùng chờ xem Thầy Lộng có kết thúc quán đấu này với set đấu này với điểm giao cầu ra ngoài và 21-17. Thầy Lộng với điểm số 21-17 với pha giao cầu ra ngoài vừa rồi thì Thầy Tiền đã đánh mất cơ hội giành điểm và đã giành trao quyền chiến thắng về cho Thầy Lộng với điểm số 21-17. Hai vận động viên nghỉ giải lao 5 phút trước thì đến với set đấu thứ hai. Hai thắng ván một tiếp tục thi đấu giao cầu với set đấu thứ hai. Cái thứ nhất phần thắng đã thuộc về Thầy Lộng với điểm số 21-15. Ở trận đấu thứ hai thì Thầy Lộng ở phần sân đối diện với trang phục Thầy Lộng cho cầu điểm số và Thầy Tiền ở phần sân gần với trang phục áo xanh quần xám. Thầy Lộng giao cầu điểm số 0-0. Ba điều cầu gì của sân rất hay, đỡ cầu hậu điểm số cho Thầy Tiền, đổi điểm cho Thầy Tiền 1-0. Lộng ơi, em bỏ cái nước ra để em vui gì đó kìa, cái chai nước ở cuối sân kìa, dậm lên cái là chết luôn. Ngay ở pha cầu đầu tiên thì Thầy Lộng đã có Thầy Tiền giao cầu điểm 1-0. Điểm 1-0 cho Thầy Tiền. Ba giao cầu về cuối sân rất khó chịu. Cầu rất tốt. Hay qua đập cầu chéo sân và đã mang về điểm đổi điểm cho Thầy Lộng 1-1. Ba điều cầu về cuối sân của Thầy Tiền. Cầu ngoài về điểm số cho Thầy Lộng. Điểm Thầy Lộng 2-1. Như vậy là sau khi Thầy Tiền giành điểm số đầu tiên, cầu trong cầu tốt và Thầy Tiền đã cân bằng điểm số 2 đều và bỏ cầu đổi điểm Thầy Tiền của Thầy Lộng 2-2. Thầy Tiền giành quyền giao cầu của điểm số 2-2. Rất hay với pha bỏ nhỏ vừa rồi. Ba điều cầu về cuối sân, cầu ngoài điểm số cho Thầy điểm Tiền. Thầy Tiền 3-2. Quý vị các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông Đơn Nam giữa hai nhân viên thầy Nguyễn Thanh Lộng và thầy Lê Dũng Tiền ở dãy cầu lông. Rất đáng tiếc với ba đánh cầu hỏng rồi, thầy điểm cho Thầy Lộng Tiền 4-2. Giữa dãy hội thao chào mừng 20 tháng 1 của trường trung học phổ thông Duy Thanh.
ở trận thi đấu chung kết thì ở set thi đấu nhất thầy Long đã giành chiến thắng với tỷ số 21-15 và rất hay với pha đầu tốt vừa rồi thầy Long điểm. Đã không kịp năm ba điểm 5-2. Thầy Long thầy Tiền đã vươn lên với điểm số 5-2. Hiệp pha giao cầu về của dân cầu ai sân và điểm cho thầy Tiền 6-2. Điểm thầy Tiền 6 lỗi của 2 thầy Long 6. Điểm số 6-2 của người giao cầu cho thầy Tiền. Và điều cầu gì của dân chém sân của thầy Long rất hay, thầy Long vẫn đã được cầu ra ngoài. Cầu ngoài đáng tiếc và điểm số cho thầy Tiền 7-2. Hai đội giải đầu 30 giây. Hai đội nhiên trở lại tiếp tục chiến đấu với điểm số 7-2 và quyền giao cầu thuộc về thầy Tiền. Thầy Tiền tiếp tục giao cầu 7-2. 7-2. Và đánh cầu rất hay và thầy Tiền nó không đã được điểm. Đổi điểm thầy Long. 3-7 và thầy Long đã giành được điểm số và quyền giao cầu điểm 3-7. Rất đau tiếng qua lưới điểm thầy Long và điểm thầy Long 4-7. Thầy Long giành được hai điểm số liên tiếp với hai pha đánh cầu vừa rồi. Rất hay với pha đập cầu rất nhanh về cuối sân và giành về điểm số 8-4. Rất hay với pha đập cầu vừa rồi và giành về điểm số 9-4. Rất đáng tiếc với pha đập cầu hỏng vừa rồi, điểm cho thầy Lộng 5-9. Quyền giao cầu cho thầy Lộng với điểm số 5-9. Điểm 5-9. Tiền 9. Rất đáng tiếc với điểm số đánh cầu không qua lưới. Điểm thầy Lộng 6 lên với điểm 9. Số 6-9. Thầy Lộng đã giành được 3 điểm số liên tiếp. Cầu trong sân và điểm số cho thầy Tiền. Điểm cho thầy Tiền 10-6. Rất đáng tiếc với pha đỡ cầu hỏng vừa rồi. Điểm cho thầy Tiền 11-6 cho thầy Tiền 6. Có vẻ như ở set đấu này thầy Lộng đã có một số tình huống không được tập trung và thiếu sự sắc bén. Đánh cầu ra ngoài mang điểm số thầy Tiền 12-6. Và đã để mất một số điểm số rất đáng tiếc với những pha đánh cầu hỏng và đánh cầu ra ngoài. Ba bỏ nhỏ rất hay, điều cầu của chú Sơn cầu ra ngoài tiếp tục một pha đánh cầu hỏng của thầy Tiền và điểm số 13-6. Giao cầu hỏng, lỗi giao cầu và điểm số lỗi và điểm cho thầy Long 13-7-13. Ba điều cầu về cuối sân rất khó chịu của thầy Tiền. Rất đáng tiếc cho thầy Long với pha đánh cầu chưa qua lưới và điểm đổi số điểm cho thầy Tiền 14-7. Rõ ràng là thầy Long đã có những pha đánh lỗi và mất điểm rất đáng tiếc và để thầy Tiền vươn lên với điểm số 14-7. Rất hay và đến chế sân kịp không, rất hay và đã cầu ngoài ra ngoài điểm số thầy Tiền điểm thầy Tiền 15-7.
Cầu Ngoài, Ngoài và điểm đổi điểm hay lộng 8 15 15 cùng với quyền giao cầu. Rất cầu tốt, ba bỏ nhỏ vừa rồi và điểm số dành cho đổi điểm về tiền 16 8 16 8. Như nhau chứ sao giờ 16 8. Cộng dây sau lưng nha, cộng dây sau lưng nha, cái áo á. Bỏ ra ngoài đi, đi nó dướng cái chân. Tiếp tục thi đấu thầy tiền giao cầu 16 8. Ba bỏ nhỏ rất đáng tiếc với và đánh cầu không qua lưới. 17 số dài tiền 8 17 8 rõ ràng chúng ta thấy thầy Đồng đã có những pha đánh cầu hỏng liên tiếp và mất quyền điểm số rất đáng tiếc, và điểm số bây giờ đó là 17 8. Và đánh cầu về phát giao cầu về của dân rất hay và bỏ nhỏ rất hay với hoa đổi và điểm thầy Đồng điểm số 9 17 17. Quý vị bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông Việt Nam giữa hai vận viên Nguyễn Thành Lộng và Lê Dũng Tiền. Ở trận rất đáng tiếc với ba đội ngoài vừa rồi và đổi điểm về tiền 18 9 9. Thầy Lộng xin giải lao 30 giây. Tiền giao cầu điểm 18 9 và quyền giao cầu thuộc về thầy Tiền. Rất hay với những pha đánh cầu chém thanh không đáng tiếc, đánh cầu không qua lưới điểm và thầy điểm tiền 19 9 9. Rất đáng tiếc, thầy Long đã có những pha đánh cầu hỏng liên tiếp, rất nhiều pha đánh cầu hỏng đã thầy Tiền cho cầu và qua về điểm số 19 9. Pha đánh cầu gì của sân, đánh cầu ra ngoài, cầu ngoài điểm 20 9 20. Còn một điểm nữa thôi là thì sẽ giành chiến thắng ở set đấu này và cân bằng điểm số tỷ số 1 đều. Rất đáng tiếc với pha đỡ cầu hỏng vừa rồi và điểm về cho thầy Lộng điểm 10, cho thầy 20. Lộng 10 20. Thầy Lộng đã giành về điểm số và quyền giao cầu ở pha này với pha đánh cầu về của sân vừa rồi. Cầu bóng nhỏ của thầy Tiền rất hay, cầu tốt điểm và 10 thầy Lộng đã 20 một điểm số nữa với điểm số 11 20. À xin lỗi, 11 20. Hết 21. Rất hay với pha đặt điểm thì là 12 20. Rất đáng tiếc với pha đánh cầu ra ngoài vừa rồi và giành chiến thắng cho thầy Tiền với điểm số 21 12 21 12 và cân bằng tỷ số 1 tạm gọi nhau điểm 1 đều. Hai vận động viên nghỉ 3 phút, nghỉ 3 phút, hai vận động viên nghỉ 3 phút và trở lại sân thi đấu tiếp tục set đấu thứ 3. Bấm giờ dành 3 phút, đúng 3 phút thi đấu. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông đơn nam giữa hai vận động viên thầy Nguyễn Thanh Lộng và thầy Lê Dũng Tiền. Giải hội thao chào mừng 20 tháng 1 của trường trung học phổ thông Vị Thanh ở nội dung cầu lông đơn nam, hai vận động viên thầy Lê Dũng Tiền và thầy Nguyễn Thanh Lộng đã giằng co với nhau và có sau hai set đấu với hòa nhau với tỷ số 1-1 và hai vận động viên tiếp tục nghỉ giải lao 3 phút trước khi bước vào set đấu thứ 3, set đấu quyết định xem vận động viên nào sẽ giành chức vô địch ở bộ môn đơn nam cầu lông đơn nam. Hai vận động viên tiếp tục trở lại sân thi đấu set đấu thứ 3 trong trận chung kết cầu lông đơn nam. Hội thao chào mừng 20 tháng 1 của trường trung học phổ thông Vị Thanh. Ở hai set đấu đầu tiên thì hai vận động viên đã giằng co nhau với tỷ số là 1-1 và ở set đấu thứ 3 này thầy Lộng sẽ trong trang phục màu đen ở phần sân gần và thầy Tiền sẽ trong trang phục và áo xanh quần xám ở phần sân ở xa bên kia.
Và trọng tài chính điều khiển trận đấu. Em mình thi đấu ván 3 ha, cũng là 21. Là thầy Lê Đại 11 điểm đổi sân. Ha. Bốc thăm. Thì trọng tài chính đang làm các thủ đánh cái 2 điểm cách biệt. Bao nhiêu cũng vậy hết, cái 2 điểm cách biệt ha. Rồi đuôi cầu quay về bên nào đó ưu tiên. Muốn chọn gì chọn. Rồi, thầy tiền chọn. Chọn sân hay chọn giao cầu hay đẩy giao cầu? Sân đây. Đẩy giao cầu hay giao cầu? Được quyền chọn sân. Rồi thì đã chọn phần sân gần và thầy Lộng sẽ thi đấu ở phần sân xa. Đó, anh nhắc rồi, để anh nhắc. Trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi khi hôm nay là cúp điện và trời đã nhá nhem tối rồi, thì hai vận động viên sẽ bước vào set đấu thứ ba với điểm số ván thứ ba 1-1. Thầy Lộng giao cầu trước. Điểm số 0. Giao cầu trước, điểm số 0. 0. Sắp giờ không đi không hay luôn. Rồi không điều. Cầu tốt sân và điểm cho thầy Tiền. Và điểm cho thầy Tiền. 1 0. Với pha bỏ nhỏ vừa rồi. Rất hay với pha bỏ nhỏ vào. Và điểm cho thầy Lộng. Điểm cho thầy Lộng. 1 1. Điểm. Ngay từ những pha cầu đầu tiên thì hai vận động viên đã giành coi nhau từng điểm số. Rất tiếc với pha đánh cầu ra ngoài và điểm cho thầy Lộng. Điểm cho thầy Lộng. 2 1 2 1. Qua bỏ nhỏ rất tốt và đã giành về điểm số 2 điều. Đổi rồi điểm thay tiền 2 2. Qua giao cầu ngoài. Ra ngoài và đổi điểm thay Lộng 3 3 2 2. Qua bỏ nhỏ rất hay. Rất đáng tiếc với đầu kia sang lưới đổi rồi và thầy Lộng điểm thầy Lộng số 4 2 2. Quý vị các bạn đang theo dõi trận chung kết cầu lông đơn nam giữa hai viên thầy Lê Dũng Tiền và thầy Nguyễn Thành Lộng với hai set đấu đầu tiên hai vận động viên đã giành coi nhau với tỷ số 1-1 và đây là set đấu quyết định rất hay với hoa đập đầu vừa rồi và giành về điểm thầy Lộng 5-2. Về thầy Lộng đã giành lên 3 điểm số liên tiếp với những pha đánh cầu rất hay của mình. Pha giao cầu ngoài, pha giao cầu ra ngoài và điểm cho thầy Tiền 3. Đổi điểm thầy Tiền 3 5 5. Pha bỏ nhỏ rất hay và pha điều cầu về cuối sân. Rất cầu hay tốt. Với pha đánh cầu trong sân. Đổi điểm thầy Lộng 6 3 6 3. Với pha điều cầu về cuối sân rất hay và khéo léo vừa rồi thì Lộng đã giành được 6-3. Lộng đã vươn lên với cách biệt 3 điểm. Ra ngoài, cầu ba ngoài. Cầu ra ngoài. Đổi điểm cho thầy Tiền. Mang về điểm số thầy Tiền. 4-6. Rất đáng tiếc, ngay sau đó thì Lộng đã có pha giao cầu ra ngoài. Pha điều cầu về cuối sân của hai vận viên. Rất đáng tiếc chơi lòng qua lưới đánh cầu không qua lưới và mang về điểm số 7-4 cho thầy Tiền 5-6. Ủa điểm cho thầy Tiền 5. Ê, xin lỗi 6 xin lỗi với một pha không tập trung vừa rồi với pha tập trung bóng cầu trong sân và điểm số đội điểm thầy Lộng 7-5 7 5. Ba đánh cầu chéo sân rất hay. Và nhưng thầy Lộng vẫn đỡ được. Vẫn còn. Rất hay. Rất đáng tiếc vừa rồi là ba đánh cầu ra ngoài thầy Lộng và điểm cho thầy Tiền. Đổi điểm thầy Tiền. 6 7 7. Rất hay, rất hay. Gì hả? Rồi hai vận động viên xin nghỉ, tạm nghỉ giải lao 30 giây. Tiếp tục thi đấu
Đấy, quyền giao cầu. Tiền giao cầu 6 7 6 7 6 7. Cầu ngoài. Cầu ra ngoài. Điểm là tiền 7. Điểm là tiền 7 đều. 2 vận viên thi đấu trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo do cúp điện và trời nhá nhanh tới. Cầu câu ngoài. Ngoài ra điểm cho thầy Lộc. Lộc 8 8 7 7 2 vận viên đã giành giật phù cua tưng điểm số với pha điều cầu về cuối sân vừa rồi. Rất cái cầu ra ngoài. Câu ngoài ra điểm cho thầy tiền 8 đều. Đổi điểm thầy tiền 8 8 rất hay. Cầu Trung Sơn rồi và giành về điểm 98. Đổi điểm là 98. Chúng ta đang đến trận chung kết cầu lông Đương Nam giữa hai thanh niên thầy Lê Dũng Tiền và thầy Nguyễn Thành Lộng. Cầu cầu tốt trong điểm 10 8 điểm cho thầy Lộng 10 8. Cầu tốt đổi về điểm thầy Tiền 9 10. Cầu ngoài điểm thầy Tiền 10 10. Điểm thầy Lộng 11 10. Đổi sân. Đổi sân. 1 phút. Điểm 1 phút à. Điểm số 11 10 và 2 vận động viên đổi sân. Để tiếp tục thi đấu set. 1 phút. 2 vận động viên nhảy lao 1 phút và trước khi tiếp tục ra set đấu thứ 3. Không mạnh tại uống chân điểm bên một anh Kiều có hàng không, có dính hàng không? Tiếp tục thi đấu. Thầy Tiền giao cầu. Tiếp tục thi đấu. Ôi xin lỗi, thầy Lộng giao cầu. Thầy Lộng giao cầu với điểm số 11 10. Dừng. Chờ chút xíu. Qua giao lại. Trọng tài đang tập trung. Thầy tiếp tục thi đấu. Giải đấu thứ 3. Thầy Lộng giao cầu điểm 11 10. Cầu trong sân và điểm cho thầy Lộng 12 10. Điểm thầy Lộng 12 10. Rất cầu tốt. Điểm rất 13 giao cầu 10. Điểm cho thầy Lộng 13 10. ngay bạch. Ngay bạch, ngay bạch với ra. Nó rớt nhảy. Ngay bạch là ăn điểm. Mười ba. Mười. Điểm cho thầy Lộng 13 10. Hai pha ăn điểm liên tiếp. Cầu ra ngoài. Cầu ngoài. Điểm cho thầy Lộng 14 10. 14. Điểm 3 điểm liên tiếp 10. Của thầy Tiền. Và thầy Lộng đã vươn lên với điểm số 14 10. Cầu ra ngoài tiếp tục là một tình huống cầu ra ngoài 15 và điểm 10. Cho thầy Lộng 15 Lộng 10 giao cho cầu
cầu vật mà ngang nhau lại bắt lỗi nha. À, ngay nó thấp hơn. Điểm 15-10, thầy Lộc tiếp tục cầu. Rất hay với pha điều cầu về cuối sân vừa rồi và giành về điểm số 11. Đổi điểm thầy tiền. 15. 11. 15. 11 thầy. Câu 2 điểm thầy tiền 12. 12. 15. 15. Thầy là thầy tiền đã giành về 2 điểm số. Tiếp tiếp. Rất hay với pha bỏ nhỏ vừa rồi và giành điểm số tiền 13, 15. 15. Với pha điều cầu về cuối sân và bỏ nhỏ vừa rồi thì thầy Tiền đã giành về điểm số thứ 3 liên tiếp. Quý vị bạn này theo dõi trận chung kết cầu lông đơn nam giữa hai nhân viên thầy Lê Dũng Tiền và thầy Nguyễn Thành Lộc, điểm số đang là 13, 15. Rất hay với pha đập cầu vừa rồi. Đổi điểm cho thầy Lộc. Giành về điểm số 16, 16, 13. 13. Ở set đấu thứ 3 này thì hai vận viên đã dần coi nhau và cách biệt 3 điểm, hai vận viên đã hòa nhau 1-1 sau 2 set đấu. Rất hay với những pha bỏ nhỏ được cầu về cuối sân của thầy Lộc. Với pha đập cầu này có dứt điểm được không? Vâng không, vẫn là một pha đều cầu về cuối sân. Rất hay với pha đập cầu chém sân vừa rồi và về điểm số 17. 17. 13. 13. Như vậy là thầy Lộc đã vươn lên với cách biệt 4 điểm. Rất đáng tiếc với pha đập cầu không qua. Đổi điểm cho thầy Tiền. Giành về điểm số 14. 17. 17 cho thầy Tiền. Thầy Lộc xin giải lao 30 giây. Tạm dừng trận đấu 30 giây. Tiếp tục thi đấu. Thầy Tiền giao cầu 14. 17. Rất hay với ba đập cầu vừa rồi. Điểm cho thầy Lộc. Điểm cho thầy Lộc. 18. 18. 14. 14. Rất lỗi hay giao cầu. Với pha giao cầu vừa rồi. Điểm thầy Tiền. À cầu non. Lỗi giao cầu 15, điểm thầy Tiền 15. 18. 18. Giao cầu chưa qua. Pha điều cầu về cuối sân rất hay. Rất hay với pha bao nhiêu vừa rồi. Điểm 16. 16, 18. 18. Tiền đã vươn lên 2 điểm liên tiếp và cách biệt rút ngắn xuống còn 2 điểm mà thôi. Vẫn đang rất căng thẳng ở chặng co ở set đấu thứ 3 này. Rất hay với pha bỏ nhỏ vừa rồi và đổi và điểm thôi là 19, 16. 16. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi, chúng ta hãy chờ xem thầy Lộc có kết thúc set đấu thứ 3 với phần thắng ghi về cho mình hay không. Cầu tốt. Cầu trong sân. Điểm thầy Lộc 20. Điểm số thứ 20. 16. Rất hay với pha giành điểm vừa rồi. Chỉ còn 1 điểm nữa thôi là thầy Lộc sẽ kết thúc set đấu thứ 3. Chúng ta hãy chờ xem tình huống này có giành được điểm số hay không với pha điều cầu về cuối sân của thầy Lộc. Rất đáng tiếc thầy Lộc với pha đánh cầu không đổi và điểm cho thầy Tiền 17 20. 20. Giao cầu lại, giao cầu lại. Hai vận viên giao cầu lại tới tình huống giao điểm lại 17 20. 20. Rất hay với ba đập cầu vừa rồi và đây là ông đã giành chiến thắng với tỷ số 21-17. 21-17. Đây là ông với ba set đấu rất căng thẳng. Vừa rồi đã giành điểm số với tỷ số là 21-17 và thầy Tiền cũng đã rất xuất sắc. Khi mà các bạn ơi, giữ vị trí các bạn ơi.
và buổi trực tiếp ghiền cầu lông đơn nam của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mình tạm biệt quý vị và các bạn, chờ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.